Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố thông tin trước về nội dung kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể như sau, kỳ họp được tổ chức vào các ngày 13, 14 và 15 tháng 12 năm 2022 tại Hội trường Hội đồng Nhân dân thành phố số 42 Đường Bạch Đăng. Kỳ họp sẽ nghe Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị cử tri từ sau kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân thành phố. Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng báo cáo về kết quả kỳ họp thứ tư của Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 và các ý kiến kiến nghị của cử tri thường trực hội đồng nhân dân thành phố báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và đơn thư công dân từ sau kỳ họp thứ bảy hội đồng nhân dân thành phố, kết quả giám sát việc thực hiện các nghị quyết, cam kết chất vấn và thông báo kết luận của thường trực hội đồng nhân dân thành phố, kết quả giám sát chuyên đề của thường trực hội đồng nhân dân thành phố về việc thực hiện một số chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Kỳ họp sẽ tiến hành phiên thảo luận tại hội trường và phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp sẽ bàn bạc và thảo luận về chủ trương đầu tư các dự án nhóm A, B, điều chỉnh chương trình phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030. Kỳ họp lần này xem xét báo cáo kết quả 3 năm triển khai thực hiện đề án xây dựng thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030, thảo luận và thông qua một số đề án đồng thời xem xét cho ý kiến về biên chế công chức trong cơ quan tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người làm cơ sở cấp kinh phí tại các hội năm 2023 của thành phố Đà Nẵng. Việc sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 và một số nội dung quan trọng khác. Các phiên khai mạc, phiên thảo luận tại hội trường phiên chất vấn và trả lời chất vấn, phiên bế mạc kỳ họp sẽ được Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng truyền hình trực tiếp trên hai kênh Đà Nẵng TV1, Đà Nẵng TV2, trực tuyến tại địa chỉ www.danangtv.vn vào các ngày 13, 14, 15 tháng 12 năm 2022. Mời quý vị và bà con cử tri đón xem.